ngày 30 tháng 9, thứ hai tuần 26 thường niên. Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng, ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất? Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, người liền dẫn một trẻ nhỏ tới để đứng bên cạnh người và bảo các ông rằng: hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy, mà hễ ai đón nhận thầy, tức là đón nhận đấng đã sai thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất. Gioan lên tiếng thưa người rằng: lạy thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo thầy cùng với chúng con. Chúa Giêsu bảo ông rằng: các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Vì yêu người thu nhỏ mình lại. Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất. Ngay trong gia đình, giữa vợ chồng con cái là những người đáng lý ra phải yêu thương nhau, nhường nhịn nhau nhiều nhất. Thế mà đâu đó cũng còn những vợ chồng cứ mãi hơn thua nhau. Ông ấy chẳng nên trò trống gì, một tay em làm nên tất cả. Bà ấy chỉ có cái nói giỏi, bêu rêu bôi nhọ giỏi, phung phí giỏi. Ông Tư nói vui: tôi là đàn ông nên không dám nói xấu các bà. Tôi chỉ biết là có những ông chồng khư khư giữ quyền bính gia trưởng mà không bao giờ chịu xuống nước lắng nghe lời vợ, lời con. Thói xấu từ đay nghiến đến quát tháo rồi vũ phu vẫn còn nhàn nhãn ra đấy. Chồng như thế thì gọi là chồng chất, luôn chồng chất trên vai vợ những gánh nặng, luôn chồng chất trong lòng vợ những u uất oán hận. Và đến một lúc khi cái lò xo kia không chịu nổi nữa, nó sẽ bung ra cho mọi người từ làng trên xóm dưới biết cái khốn nạn của nhà mình. Bà Tư tiếp lời: đừng trách phụ nữ, đó vẫn luôn là cách giải thoát của người chịu áp bức. Nhưng cũng không thiếu những mụ vợ lúc nào cũng muốn cầm chồng, cầm quyền, cầm tiền, cầm tất cả, đi đâu cũng rêu rao chồng mình chẳng ra gì. Dập cây nến của chồng để cây nến của nhà mình sáng hơn đấy sao? Một bạn trẻ than thở: cha mẹ không tôn trọng nhau, làm cớ cho con cái xem thường. Con là anh hai, không biết nói sao. Gia đình Công giáo là một gia đình hội thánh thu nhỏ. Nếu cũng cách sống ấy thì không những mất bình an hạnh phúc gia đình, không làm gương sáng cho nhau, không truyền giáo cho ai được, mà còn làm ô danh đạo Thánh Chúa, ô danh Chúa. Lạy Chúa, xin lời Chúa thấm sâu vào tim óc, vào máu thịt của mỗi người, để các gia đình học sống khiêm nhường, tôn trọng, yêu thương phục vụ, vì yêu người thu nhỏ mình lại. Amen. Tháng 9 năm 2024, Sống Theo Lời Chúa TV kính xin chúc mừng giáo phận Phan Thiết vì hồng ân 50 năm thành lập giáo phận. Này là con của mẹ, này là mẹ của con. Và từ lúc ấy, người môn đệ đem mẹ về nhà mình. Giáo phận đã chuẩn bị tâm hồn tạ ơn Chúa vì hồng ân 50 năm thành lập giáo phận từ năm 2020. Với việc cụ thể sống trong niềm vui cùng mẹ Maria đón nhận, hiệp thông và loan báo tin mừng. Cả đoàn chiên giáo phận đã hướng về mẹ Tà Bao và sẽ cùng hành hương về bên mẹ để cử hành thánh lễ tạ ơn long trọng vào ngày 19 và 20 tháng 9 này. Xin cùng giáo phận Phan Thiết hát lên lời tạ ơn. Xin tạ ơn Chúa Giêsu, người đã yêu thương trao gửi đoàn con trong tay mẹ, để đoàn con cùng mẹ đón nhận hồng ân đức tin, sống vui hiệp thông huynh đệ và làm chứng cho tin mừng.
50 năm tràn muôn ân phúc, 50 năm vàng bông lúa sinh, 50 năm chung một mối tình, 50 năm an bình, hạnh phúc. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Amen. Xin Chúa.